Hello, xin chào mọi người. Hôm nay hãy cùng Mạnh với lại bạn Khải á đi xem một căn 3 phòng ngủ tại khu đô thị Miyuki Park nha mọi người. Một cái view nhìn thẳng về lăng mắt 81 luôn, một cái view gọi là trực diện cái quận trung tâm luôn ha. Căn này 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh đang có mức giá chuyển nhượng lại, có mức giá là 3 tỷ 9 nha. Và thiết kế là bàn giao là full nội thất cho mình luôn. Nội thất cũng khá là xịn sò nha. Rồi bây giờ hãy cùng Mạnh với bạn Khải khám phá xem căn này có gì. Xin mời mọi người. Rồi thì mới vô đây khu vực phòng khách thì Khải thấy sao về cái thiết kế của căn khu vực phòng khách này? Thì với cái thiết kế này á, thì ở đây á, là anh chủ nhà anh đã thiết kế sẵn cho mình là một cái bàn ăn này, rồi cái khu vực sofa ở bên đây, về phía trước này thì có cái khu vực để mình xem tivi. Thì Khải thấy cái không gian này là cũng khá là thoáng và rộng rãi cho nhà mình sinh hoạt. Mời Khải qua đây mình tương tác với camera đi. Em đứng đó mà đeo ra không thấy. Thì đúng rồi đó, thực tế nha mọi người, đây là một mẫu thiết kế rất là đặc biệt tại khu thị Miyuki Bắc luôn. Thì tại sao mình sẽ giới thiệu cho mọi người những căn mà 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh khác tại khu thị Miyuki Bắc cũng như là các khu đô thị khác của chủ đầu tư Nam Long á, thì có thiết kế bình thường á mọi người, nhưng mà cái căn này thiết kế rất là đặc biệt nha. Cái phòng khách đây là rất là rộng, rất là thoáng, cái ban công rộng ha, nằm ngay bên cạnh đó chính là cái khu vực phòng bếp. Và các phòng ngủ á được trải dài qua, không có dính cái hành lang để đi vô các phòng nha mọi người. Nguyên cái phòng ngủ nguyên một mặt như vậy là trải dài ra luôn. Rất rất là đẹp, rất là đẹp nha mọi người. Rồi bây giờ hãy cùng Mạnh với bạn Khải đi vô bên trong xem khu vực Với phòng bếp. là có một cái điều đặc biệt nữa là hiện tại là cái trần này là anh chủ nhà cũng đã làm lại rồi nè, hệ thống trần và đèn là anh đều đã làm lại hết rồi, chứ thực sự lúc đầu là chủ đầu tư giao là sẽ không có được đẹp như này á. Ừ, đúng rồi, làm cái thạch cao xuống đẹp ha, làm thêm cái hệ thống đèn led lên trên chiếu sáng xuống rất là đẹp. Căn này thì hiện tại là đúng là do chủ nhà ở lâu với lại cho thuê, chứ cái này mà về mình chỉ cần sơn sơ lại thôi mọi người, sơn sơ lại thôi là mọi người lựa những tông màu hợp của mình á, mình sơn lại một cái thôi là căn nhà này sẽ rất là đẹp, tại vì mọi thứ mình thấy đều đã ổn rồi, chỉ cần sơn lại cho nó mới thôi là ok nha. Rồi mời cả nhà cùng khám phá 3 phòng ngủ căn này nha. Đầu tiên á, là sẽ cái mình sẽ tới cái phòng ngủ master. Ở đây á, là cũng được anh chủ nhà đã bố trí sẵn cho mình là một cái hệ giường nè, tủ nè. Về phía trước á, là view của phòng ngủ master thì mình sẽ nhìn được hồ bơi nè, kênh đào nè và khu vực đảo Nhật nè. Hướng này là hướng ban công là hướng nam. Hướng cửa của phòng ngủ master này là hướng nam nên là buổi chiều là cực kỳ mát luôn nha. Và đặc biệt á, là ở trong cái phòng ngủ master này là có một cái nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh này á, là được chủ đầu tư để trang bị cho mình là full thiết bị vệ sinh trong này luôn, và có cả bồn tắm và máy nước nóng nữa. Đúng rồi ha. Những căn mà tại khu thị Miyuki Bắc và giai đoạn 1 bàn giao á, những căn mà có bồn tắm như vậy cũng khá ít nha mọi người. Đâu đó là những căn góc hoặc là những căn diện tích lớn như vậy mới có trang bị sẵn cái bồn tắm nằm. Đây để mình xem cái hệ gỗ hệ tủ này. Hệ tủ đây thì mình thấy đây là hệ tủ gỗ công nghiệp nha mọi người, màu tông màu gỗ tự nhiên. Kèm với lại là kế bên sẽ có một cái bàn làm việc hoặc là bàn trang điểm ở đây cũng được. Nếu như mà gia chủ phụ nữ thì mình sẽ làm đây là bàn trang điểm, còn không thì mình sẽ làm tận dụng để làm cái bàn làm việc ngay bên cạnh đầu giường của mình ha. Xin mời mọi người mình đi ra thêm những cái phòng khác. Thì đối diện cái phòng master nha mọi người, đối diện phòng master là có thêm cái nhà vệ sinh nữa nè. Đây là nhà vệ sinh sử dụng chung. Nhà vệ sinh sử dụng chung cũng có trang bị đầy đủ thiết bị cho mình, đó chính là có máy tính đứng, có máy nước nóng sẵn, có đầy đủ thiết bị, có luôn cả tủ gương nha mọi người, tủ gương ha. Thường là những cái gương ốp tường thôi, nhưng mà căn này chủ nhà làm thêm cái tủ để cho mình tận dụng, mình để vô được những cái vật dụng bên trong cái tủ gương nữa. Rồi mình tiếp tục, mình sẽ thêm một cái phòng này nữa. Rồi mời Khải. Mời cả nhà vào phòng ngủ thứ hai nha. Cái phòng ngủ thứ hai này á, thì cũng được chủ nhà đã trang bị cho mình sẵn là full cái hệ tủ và giường ngủ này. Và có một điều đặc biệt á, là cái hệ tủ này á, thì được anh chủ nhà anh làm thêm một cái hệ tủ kéo nữa, thì mình có thể để đồ hoặc là chăn ra gối nệm trong này thì nó sẽ gọn và tiện hơn. Là cái giường kèm học hai học tủ luôn ha. Dạ. Với lại là cái giường của mình cũng được thiết kế là full luôn, phiên full từ đầu kia lên tới đầu này luôn, nghĩa là mình ở ngủ trên này nè, phía dưới này mình có thể tận dụng để mình làm ngồi đây các bé, nếu mà phòng này chỉ có bé mình có thể là các bé ngồi đây học bài, là mình trang bị thêm một cái bàn ở đây cũng được nữa nè mọi người, cái bàn trà, cái bàn nhỏ nhỏ để có thể là các bé đi xuống dưới này ngồi dưới này luôn cũng tiện, ngồi theo kiểu Nhật á. Rồi xin mời mọi người ha. Còn thêm một cái phòng nữa mọi người, cái phòng này là phòng ngay góc. Xin mời Khải.
Anh Mạnh nãy giờ có thấy cái điều gì đặc biệt ở ba phòng ngủ này không? Điều đặc biệt hả? Theo anh thấy thì ba phòng ngủ thì cái hệ gỗ nó sẽ giống nhau á. Hệ gỗ cũng như là các tủ cũng như là các giường này nó sẽ gấp chung cái tông màu là gỗ tự nhiên như vậy nè. Nó sẽ giống như vậy đó. Dạ. Với lại có một điều mà Khải muốn nói thêm á là tại vì căn này là căn góc nên là cả ba phòng ngủ là đều có cửa sổ hết luôn. Là nên phòng nào á là mình cũng được nhìn view thoáng ra bên ngoài. Với lại là cái hướng của cái phòng ngủ này là hướng nam. Nên là buổi chiều là mình ngủ, là mình chiều đến tối á là mình nằm ngủ ở đây rất là mát luôn. Ừ, đúng rồi. Những căn phòng ngủ đây toàn bộ đều có view cửa sổ lớn, và đặc biệt căn này nha mọi người, căn này không phải là phòng ngủ tơ nhưng mà nó cũng sẽ là một cái căn phòng ngủ góc nữa. Cái góc của mình, cửa kính của mình là góc hình chữ L luôn, thành ra là nó rất là thoáng và rất là sáng. Thì theo mình thấy cái giường này thiết kế là full vô vách tường luôn, mình có thể là ngủ ở đây ha, hoặc là mình ngồi mình chiêu chiêu mình uống trà, mình ngồi ngay cái bên cạnh cái cửa sổ để mình ngắm view, ngắm xung quanh, nó rất rất là đẹp luôn nha mọi người. Nghe đây. Và cả ba phòng ngủ là đều ảnh được trang bị là máy lạnh đầy đủ hết luôn nha cả nhà. Ừ, đó là. Rồi bây giờ này, hãy cùng Mạnh đi khám phá cái khu vực phòng bếp. Khu vực phòng bếp, một cái chỗ mà Mạnh nãy giờ mình cũng muốn giới thiệu rất là lâu rồi. Thì đây, đây chính là khu vực phòng bếp. Thì theo thiết kế, khu vực phòng bếp này sẽ là khu vực phòng bếp mở, là có nghĩa là nó sẽ kết nối vô bên trong, đó chính là khu vực phòng khách luôn. Nhưng mà tại khu vực này thì gia chủ đã làm thêm một cái bát ở đây và làm thêm một cái cô ô cửa sổ hình tròn ngay tại đây mọi người, cửa tròn ở đây để cho ngay tại khu vực phòng bếp này mình nấu nướng xong mình có thể là dễ dàng mình đem đồ ăn qua bên cái bàn ở đây, hoặc là mình đưa bên phòng khách khách đang ngồi đó mình đưa đồ ăn qua bên đó luôn, rất là tiện. Mình chế biến kiểu như gọt trái cây xong rồi cái mình đưa vô bên trong cả. Này là mình vừa nấu vừa xem tivi được nha cả nhà. Đúng rồi ha, cũng đúng đó. Mình ngồi đây nấu ăn và quay qua con tivi vẫn được nha mọi người, vừa xem thời sự tin tức nha. Ừ, còn chỗ này là cái khu vực tủ lạnh ha, khu vực tủ lạnh rồi. À vô đây mọi người ơi, thì cái khu vực phòng bếp này á nó kết nối thẳng vô khu vực lô gia luôn. Ồ Khải, cái này như là chủ nhà sử dụng cái hệ thống máy lạnh là multi đúng không? Đúng rồi, đúng một rồi cục nóng mà sử dụng đúng cho rồi hết là ba cái phòng ngủ luôn hả? Đúng rồi, bốn. À một cục máy lạnh multi này, một cục máy nóng này sử dụng cho tới bốn cái máy lạnh luôn nha mọi người. Một cái hệ thống máy lạnh rất là lớn, cục nóng rất là lớn ở tại đây luôn. Và ở ngoài khu vực loge này á là cũng đã trang bị luôn cho nhà mình máy giặt rồi. Ừ. Rồi bây giờ hãy cùng Mạnh đi ra khu vực cửa này mọi người. Khu vực mà thực sự là rất rất là đẹp nha. Xin mời mọi người nha, đây khu vực cửa. Thì đây chính là khu vực cửa ra vô của căn. Đây, để mình đóng cửa lên cho mọi người dễ hình dung ha. Đây chính là khu vực sảnh chờ để mà mọi người vừa từ cửa đi vô, thì đây chính là chủ nhà người ta trang bị sẵn cho mình, đó chính là cái hộc tủ giày ở đây. Hộc tủ giày khá là lớn nha mọi người. Hộc tủ dành một cái tủ lớn ở đây. Ngay cái tủ lớn này mình có thể là treo những cái bộ áo vest, bộ áo khoác ngay phía dưới này nè. Còn đây sẽ rất là nhiều cái ngăn tủ, chủ nhà làm full trần ở trên luôn. Ở chỗ này cũng thêm một cái những cái móc treo quần áo ở đây nè, treo áo khoác ở đây cũng được luôn. Thật sự là rất 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 là đẹp. Ngay cạnh cái cửa ra vô có cái tấm kính nha mọi người. Cái tấm kính này á, để cho trước khi ra nhà mình có thể chỉnh lại CV trang phục để đi ra ngoài nha. Rồi, đây cùng đây chính là cái cửa ra vô nè. Cửa thì cũng được chủ đầu tư Nam Long trang bị là cửa gỗ chống cháy 3 lớp cùng hệ thống khóa thông minh nha. Có đầy đủ luôn, về là sử dụng ngay được luôn. Rồi, hay bây giờ hãy cùng Mạnh với bà Khải đi ra lại xem lại cái view ban công của căn này nha. Cái căn này là cái đắt giá nhất là chỗ cái ban công nè mọi người. Căn này 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có diện tích bao nhiêu Khải? 92m2 anh Mạnh. 92m2 và có cái view phải nói là cực kỳ đẹp tại dự án Mizuki Bắc của chủ đầu tư Nam Long tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, nằm ngay trên trục đường Nguyễn Văn Linh nha mọi người, liền kề ở đại Phú Mỹ Hưng quận 7 ha. Đó, mọi người có thể lia mắt qua nhìn toàn bộ là những chung cư quận 7 nè, quận nhất, quận 2, Bitexco, lăng mắt nhìn về phía quận 8 như là Tô Bắc nè, Pegasus nè. Đó, nhìn về các quận trung tâm rất là nhiều nha mọi người. Nguyên cái view là nhìn quận trung tâm, còn nhìn đưa mắt vừa gần về một chút thì tới đó chính là những cái dãy biệt thự Varora của chủ tư Nam Long nằm ngay cạnh những cái con sông nhỏ. Cái view của mình trước mặt luôn á, toàn bộ là rải quy hoạch là nhà phố thấp tầng nha mọi người, nên thành ra là sau này sẽ không bị che chắn gì hết, mình vẫn thoải mái nhìn về phía quận trung tâm xem bắn pháo bông này kia nha.
Và có một điều đặc biệt đó là căn này là hiện tại là đã có sổ hồng rồi, và sổ hồng là có sẵn, là nhà mình nếu mà ưng căn này á là có thể là ra công chứng và mua bán sang tên trong ngày luôn. Với mức giá là chỉ 3,9 tỷ là nhà mình đã có thể sở hữu ngay cho mình một cái căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích là 92m², được thiết kế là full nội thất. Thì nếu mà nhà mình quan tâm á thì hãy liên hệ ngay cho em Khải và anh Mạnh để được hỗ trợ xem nhà thực tế. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chào. Xin chào.